Chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ quay cho các bạn màu xanh trên chiếc xe Ford Ranger XLS AT phiên bản 2 cầu 2023. Để cho quý khách hàng nào đang có nhu cầu mua những dòng xe Ranger lăn tăn về vấn đề màu sắc, mình chưa biết chọn cái màu xe gì bởi vì có rất nhiều màu, thì thông qua những video của Cường, các bạn hoàn toàn có thể ngồi ở nhà xem cái màu xe và đưa ra được cái quyết định cho nó đúng nhất với lại nhu cầu của mình. Bởi vì Cường biết ra nhiều khách hàng cũng không có nhiều thời gian để lên showroom xem xe, hoặc là do đường xá xa xôi cũng rất là ngại lên showroom xem xe, hoặc là thậm chí luôn là nhiều khi mình lên showroom mình cũng không có đầy đủ tất cả các màu xe để mình xem được các bạn. Đó, cho nên là rất là khó cho những quý khách hàng ở xa hoặc là bận bịu. Thì thông qua những video của Cường sẽ hỗ trợ giúp cho các bạn làm cái điều đó. Thì với cái màu xanh trên chiếc xe Ford Ranger XLS AT này là một cái màu mà Cường đánh giá rất là nổi nha. Màu xanh rất là đẹp, nhìn nó cái xe nó năng động, nó thể thao, nó trẻ trung, rất đẹp, cái màu này rất là nổi bật luôn. Nhưng mà với cái màu này thì các bạn đi mình phải giữ gì một xíu, bởi vì cái màu xanh thì nó rất là dễ để mà bị dơ. Tiện thể có cái màu xanh của Ford Explorer này thì mình quay với bạn luôn. Thì cái màu này là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ nha, còn bên này là xe lắp ráp Việt Nam. Thì với hai cái màu sơn này thì các bạn có thể thấy nè, cũng 1910 các bạn. Nhưng mà theo mắt thường của Cường thấy thì cái màu xanh trên chiếc xe Ford Explorer này đó, nó đậm hơn một xíu thôi các bạn, một xíu thôi. Còn bên này thì nó hơi lợt hơn một xíu, nhưng mà phải tinh tế lắm thì mình mới phát hiện ra được cái điều đó. Còn nhìn sơ qua thì 1910 không có gì khác biệt nhau các bạn. Còn các bạn mua xe các bạn sẽ chọn màu gì thì hãy comment Cường cùng biết nha. Bởi vì Cường biết rất nhiều khách hàng có thể là mình chọn theo phong thủy nè, chọn theo nhu cầu, chọn theo sở thích, hoặc là chọn theo cái tính chất công việc của chúng ta. Cho nên mỗi người có một cái quan điểm chọn màu riêng. Cho nên Cường cũng không dám nói cái màu xe nào là đẹp nhất, cũng không dám nói cái màu nào là xấu các bạn. Chỉ có cái màu nó phù hợp nhất với chúng ta mà thôi. Đó, thì đó là cái quan điểm của Cường, chứ Cường cũng không dám nói cái màu xanh này là đẹp hay xấu các bạn. Tùy từng người, nếu ai thích màu xanh hay là hợp phong thủy, hay là hợp với lại cái màu của công ty, hay là cái nhu cầu công việc của mình, thì mình sẽ thấy nó rất là đẹp. Còn về nội thất thì tất cả các màu xe, cho dù ngoại thất màu gì đi nữa thì nội thất đều là một màu đen duy nhất nha các bạn, màu đen hết. Cái phần trần thì là màu kem, màu sáng hơn. Cái màu đen này thì nó sẽ đỡ dơ, ví dụ như mình đi công trình các thứ chẳng may nó bị dơ thì cũng không quá là nhìn khó chịu. Rồi, một video ngắn chia sẻ các bạn về cái màu xanh trên chiếc xe Ford Ranger XLS AT phiên bản 2 cầu. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Và các bạn thấy sao về màu xanh trên chiếc xe Ford XLS AT phiên bản 2 cầu 2023 này? Hãy comment cho Cường cùng biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.